một ngày spa xe tại Akala Thái Nguyên thì có gì mời anh em cùng theo dõi nhá. Hôm nay thì bên mình có tiếp nhận 3 chiếc xe đang qua bên mình spa. Đây là một chiếc VinFast Fadin. Xe này thì bên mình đang tiến hành đánh bóng lại cái kính xe, kính lái. Thì cái tình trạng kính lái này nó bị xước. Đấy, và đi trời mưa gạt nó không sạch và đi trời tối nó rất là lóa. Thì bên mình đang do cái kính này nó bị xước thì bên mình đang tiến hành đánh bóng lại kính, xóa sạch mọi cái vết xước nhá. Tiếp theo thì bên này là một chiếc Hyundai Getz. Xe này thì cũng sau nhiều năm sử dụng rồi. Cái dàn lạnh điều hòa hiện tại lâu rồi không vệ sinh thì nó rất là nhiều bụi bẩn. Đấy, bên mình đang tiến hành vệ sinh lại để khử hết cái mùi hôi cũng như là làm sạch lại cái dàn lạnh điều hòa. Đó. Tiếp theo bên này là một chiếc Toyota Vios. Xe này thì bên mình đang tiến hành cũng spa. Bên này xe này thì mình tiến hành spa lại toàn bộ nội thất trong xe. Đấy, dọn dẹp vệ sinh lại tất cả các khe kẽ trong xe và dưỡng lại cái nội thất. Xe này thì lát nữa thì mình cũng vệ sinh lại cái dàn lạnh nhá. Đó. Thì bây giờ một số cái hạng mục bên mình spa thì hôm nay bên mình đang tiến hành làm. Anh em quanh khu vực Thái Nguyên hoặc lân cận khu vực Thái Nguyên cần spa xe, làm đẹp xe thì em mời qua Akala Thái Nguyên.